Tối ngày 30 tháng 3, đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, đồng chí Hoàng Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Thời gian qua, thị xã Đông Triều đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là chỉ thị số 35 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra tại một số địa điểm cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã phường đã tích cực thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn không thực sự cần thiết như massage, karaoke, các cơ sở du lịch tham quan, cơ sở thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Người dân đã hạn chế ra đường so với những ngày trước. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn có một số quán bán hàng ăn tối, quán giải khát mở cửa bán hàng, người bán hàng không đeo khẩu trang có thể gây nguy cơ lây nhiễm lớn trong cộng đồng. Trong quá trình kiểm tra, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã tuyên truyền đến người dân, các hộ kinh doanh về việc từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 là thời điểm quan trọng để cả hệ thống chính trị của thị xã cũng như các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó rất cần sự đồng thuận hưởng ứng và chung tay của người dân với chính quyền. Từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, đồng chí đề nghị nhân dân tuân thủ yêu cầu của các cấp chính quyền về các biện pháp phòng chống dịch, nêu cao hơn nữa trách nhiệm với cá nhân và với cộng đồng trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh. Và đặc biệt, người dân không đi ra khỏi nhà nếu thực sự không cần thiết. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các xã phường chỉ đạo đóng cửa hết tất cả các cửa hàng ăn uống giải khát, kể cả dịch vụ giao hàng, ship hàng đối với các loại hàng này. Đặc biệt, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, toàn thị xã thực hiện đợt cao điểm tuần tra ban đêm bắt đầu từ 21 giờ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, dừng mọi hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực sự cần thiết, sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các cơ sở cố ý không chấp hành quy định và tiến hành kiểm soát người đi đường về việc chấp hành đeo khẩu trang và các nguy cơ dịch tễ nếu có. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo ngay đến một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn có sử dụng lao động làm ca tối hoặc đêm, cần bố trí đủ suất ăn và nhu cầu giải khát cho công nhân lao động, không để người lao động phụ thuộc vào các dịch vụ ngoài đường phố. Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng lưu ý quán triệt lãnh đạo các xã phường cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19, tích cực tuyên truyền đến người dân về tác hại của dịch bệnh. Đặc biệt, phát huy vai trò của nhân dân trong phối hợp với chính quyền và toàn xã hội, kiên quyết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay trong thời điểm hiện nay và thời gian tiếp theo.